chưa. Đúng rồi, cúp điện này.
Khi mà SA thì nó có lượng thì cũng lượng mình sẽ khó về lượng SA. SA có thể nhẹ cho mình với trường hợp là cái tất cả được ảnh hưởng cho mình tất cả và các cách phổi là mình vô vì đi phổi các bạn các nhớ các thì bao giờ cần mấy điều mà nó là cái hệ số nếu như em đang nói thì các bạn skill các bạn đầu một số cái bên này còn mà không có phải là cái mà mình tăng vận động lên sức mạnh cho mình đó các em còn có nhiều và các bạn muốn mà bây giờ cái động tác của gia đình ký thì mình có thể là cái đa bê mình cùng lên rồi đa bê là thứ nhất đấy là cái nhất là đi lâm sàng các bạn sẽ là cái lượng oxy rất là các bạn hiểu cho lượng oxy bình thường cái FiO2 mình FiO2 là một cái phân số O cái số O2 mình hít vào thì FiO2 của mình là 51% các bạn nhận oxy và calora và mát vân vân nó lên 40, 60, 80% lên tăng cái lượng oxy lên thì tăng oxy lên các bạn nên với cái nhánh thức thiết bị là bạn nhận 60% mà nếu oxy cái thức vàng 60, 200, 300, 400 nữa tăng lên nhiều hơn thì các bạn thấy khi nó tăng lên nhiều như vậy thì sẽ là trên tầm bệnh lớn lên thì oxy cái vật tốc được oxy nó vào trong cái phế nền và trong cái phế nền đưa oxy từ phế nền vào máu của mình sẽ nhanh hơn anh cái sức đánh hiệu quả hơn đó là vì những người mà bệnh lý các bạn thấy là thấy trong cái thời gian bình thường không đủ thì mình ra là cái sự đại dụng cân bằng oxy thì cân bằng oxy ra bằng tăng cái ra bên rất là tinh nhẹ thì đây là cái slide đó là cái một cái người bình thường cái là một cái người bình thường thì thời gian nó thấy máu trong máu mạch này thấy khi mà mình hơi thì không có một cái găng dây chỉ đến một dây nha chính nhân mình có thể mình đáng đi làm chia chia cũng đang làm đó thì thời gian máu không hết rồi cái găng dây thì đây là cái sơ đồ đó là cái sự hấp thu oxy CO2 là NO2 là CO trong máu của mình thì đây các bạn thấy là đối với cái CO các bạn thấy là cái phần áp điện phần tí này cái CO các bạn thấy nó lên nhưng không có vẻ gì tại vì cái đường quy và oxy và NO2 thì mình nói là cái CO là một nói là trong cái thời gian bình thường mình thấy là này thì CO là dễ hạn cái này là quý dễ hạn quý sáu vì thời gian là tình thời gian một thì không được làm được cái bài không có lòng nặng anh không có lòng nặng nữa anh không có lòng nhiều còn đối với oxy và nitơ thì là O2 thì các bạn thấy là mình biết mình nâng O2 đến khoảng 6 thời gian cái máu thì qua máu lưu lưu không mặt đó oxy là 3 thời gian các bạn thấy đó là mình biết sân bằng giữ cái đèn luôn mà chứ còn thì oxy và nitơ mình xem cái ký này là ký là trên là ký này và những cái thức tán cái là nó muốn máu nó thời gian nhiều lắm á nhưng mà thức tán nó thức tán hội rồi chúng ta được không thức tán rồi là dễ thức tán thì một cái khí nó từ cái thức tán nằm dưới hàng nội tiết máu thì như vậy bằng cái oxy mình thấy bình thường đây có vui mà em có gì vậy mình làm cái các bạn lấy đi cái oxy này nó đi dài và hết thời gian là một cái đường thức tán hết thời gian có thể ví dụ như cái trường hợp sơ phổi cái mạch máu phổi nó dày quá thì hết thời gian nó thay đổi cái gì nó không có đạt được cân bằng để thì oxy máu đó là một ví dụ anh lấy các bạn đi lên vùng cao ở lên vùng cao cái phân nét oxy nó giảm xuống từ đó một cái xuống cái mình giảm xuống phân nét oxy nó tiếp tục giảm xuống thì cái delta V đó là cái hình ảnh vận tốc oxy nó đi vào nó thấp hơn thì khi mình đi qua không có đạt được cân bằng ổn thời gian có không ạ? Là được cân bằng hoặc là
vận động, nếu mà vận động thì thời gian cái oxy, thời gian máu cho con bằng giảm xuống, giảm máu cho con giảm xuống thì cái chưa giảm các bạn sẽ có những sự thất thoát, đặc biệt cái bệnh lý cao sẽ giảm xuống. Nó chưa ra được tự nguyên mà mình đã có đi qua là oxy có thể được bằng những cái đó, oxy lúc đó là mình có thể cái hàng tuyến máu thì bị hình huyết áp. Rồi trong cái mộ của mình thì có một cái là sáng là với ba mặt hệ thống thì khi mình thiếu oxy á thì mình sẽ giảm tay cho ba mặt hội hai cái là khi mà oxy không biết nhảy thì mất thì lên ho là anh sẽ coi là khi nó cho video này thì nó coi là mình thấy là coi là và dùng ý đến cái vùng mà có tốt hơn. Và khi mà cái ve sau này thấp thì mình sẽ ra so với hai cái bài biết là cái bài trước các bạn thấy là cái ve sau này đi theo chiều tiếp tới cái không dần thậm chí không biết tăng mình sau này là cái gì mà đi sau này tăng mình sau này thấp thì cái là không biết tốt, không biết tốt thì là nó không tưới máu rồi thì sẽ co cái hang mình sẽ phía tới vùng đó đưa biến cái vùng cần hơn và để nó là cái sự sinh hợp với không khí và tưới máu nó cái máu nó bơm lên thì chắc là điện ra một tí máu bơm lên thì ra một tí mình chuẩn bị sơ đây quy về quy phía này quy là cái tưới máu hay là quy cái giống thì cho mình lại thoải mái nó và cái giống này thì là cái giống ở đây. Thì các bạn thấy là cái số như bình thường quay đi quay một cái người bọn nó đứng thì nó tán một đi có thì một xíu thì một tí và cái thay đổi của cái không khí dưới máu này thì nó cũng thay đổi khi mà các bạn lên á thì nó thay đổi dọc theo cái người ta đứng của mình về bình thường thì không khí nhiều quay đi quay sẽ lớn một thì đây mọi người có nhiều một tí anh đây cứ đây mọi theo là mọi người thấy mọi người anh rồi cái kết quả của sự giao động tí thì mọi người thấy rồi ổn một lần giao động tí thì mình thấy đầu tiên anh lấy là hôm nay đau tí oxy là anh là 150 CO2 thì mình còn không được khóc cái đầu tiên là đây là kết quả của cái nhân viên phẫu thuật của mình thì đây là mình xem là clip về quá trình nhân viên phẫu thuật và demo để các bạn tiếp theo chúng ta là cái phần demo ha demo trao đổi một số oxy CO2 demo thì các bạn thấy là oxy chúng ta các bạn thấy ha nó nhiều hơn trong phổi thì hơn trong bao mặt cho nên là nó kết tế trong phổi ra trong bao mặt từ là ô CO2 thì nó bao mặt thì hơn trong phổi cho nên là kết tế từ là từ cái bao mặt nó kết tế trong phổi về cái bình thở đây CO2 nó kết tế mà đó là cái phổi nên bây giờ thì mình sẽ thúc khi mà phân nét của oxy là CO2 này thay ra trong phần nhau bao mặt phần nữa là trong phổi là trong cái đen là bao mặt đã kết thúc. Và cái quá trình này thì giờ chúng ta sẽ làm cái hình các bé trên bụi đó. Là cái là không cần năng lượng và nó cơ bản nó cái kia là mình không cần năng lượng không có cần tư thì là nó tăng lên như thế. Và so với demo thì nó đây các bạn thấy demo thì máu cái thành phần của mình thì nhiều oxy với CO2 demo anh sự các bạn thấy đây hình mình thấy là oxy đi máu của mình và demo thì nó cơ thể là cái phần tế bào rồi từ tế bào oxy CO2 xuất tán qua cơ thể đi là cho máu của mình anh đây hình mới thấy rõ ràng rồi và sau mình sẽ được đưa sau khi mình ra đâu thì mình sẽ được tinh thần giữa cái máu của mình và mình với lại cái cơ thể và sau mình lên phổi hãy tiếp tục cái trình này cho mình sẽ được phổi
đó tại đây có dùng rồi biết không đây sao không đây là những bộ cái này có khi là một video có trong nó có luôn giống như quay phim màn hình vậy á không cần nhiều sớm rồi thì chúng ta cũng đã được nhắc tới cái vấn đề phụ gia đình ở đời.